À, mọi người ơi, thì mình mới về quê vợ, thì ngày hôm nay là bà mẹ vợ vừa đi chợ về. Không biết hôm nay là buôn bán được bao nhiêu tiền hả mẹ? À, chắc đây chắc 20 triệu. 20 triệu? Ừ. Bán từ mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ đến giờ? Trời đất ơi, mọi người tiền thiệt này nha. Trời ơi, tiền đi chợ là phải bỏ trong rổ như này á. Con xin mấy đồng nhá. Rồi, được, con lấy đi. Con đây. Mẹ cho bà lấy nhiều chuyện đấy nhở. Rồi đấy thì con cảm ơn nhá. Rồi. Nay là nghỉ sớm về chơi các con đấy chứ này mà bán cả ngày nó gấp nhiều lần không mẹ? Gấp mấy lần đấy. Ô, vừa nay é. Ấy à? Có nhiều lần còn gấp 3, gấp 4 lần đây. Gấp 3, gấp 4 lần đây. Trời đất ơi, cho con xin tờ lửa nhá, đi đường uống nước. Sao hoài vậy? Thôi, chị con rể cho nó. Cho ăn làm đi sao buồn cười nhỉ? Để làm gì hư chứ. Cho ăn đó. Sáng ở quê ăn sáng đắt tiền lắm ạ. Uống cà phê ăn sáng, cà phê, đổ ăn sáng. Xăng nữa. Ủa sao em ăn sáng mà sao không cất kẻ đi để đồ chín rồi? Không, cái này là để lát nữa nước sôi nấu lên cái chủng ăn. Em ơi, cái bát mì nó đầy bò như thế này còn muốn cái gì nữa? Em ăn topping thôi chứ em đâu có ăn mì. Trời ơi, ăn mì mà topping như này luôn hả? Cho nó ăn giảm cân con. Sao lại ăn bò giảm cân? Ăn bò sao lại giảm cân? Bò này thôi nhìn toàn thịt không đâu có mỡ đâu. Trời ơi, ớt luôn này, kinh khủng luôn này, ăn ghê vậy em. Cái này trái cây sao mua nhiều này? Ăn ra hết tráng miệng. Tráng miệng hả? Cho nó tráng miệng con. Mệt quá, thôi bây giờ con đi chợ nha, mua gì về nấu cơm chưa nhà, nấu cơm nhỉ? Mày lại lấy. Thì bây giờ đi chợ anh nấu cơm, anh làm con rể về. Mấy cái tàu mà nãy mày mới lấy đâu? Đồng nào, rau. Ai lấy đồng nào? Thôi mẹ. Cho anh nó mua rau con. Có, mẹ cứ như vậy hoài, nó làm mẹ. Sao ý. Mà trên mạng người ta cứ bảo là cô ấy mày tao với con, cô ấy hư không mẹ? Mặc dù là hơn tuổi con nhưng mà không được như thế đúng không? Cho nó cưng nó nhỏ, tới giờ nó vậy đó. Cưng nó rồi nó vậy. Thế hả mẹ? Mẹ chiều em quá, đâm ra em hư ấy. Đó thì nói chung là mình về quê cô ấy thì nói chung là thấy ăn uống cũng sung sướng. Bố à, cái dê này. Khiếp đó, có mấy cái đồng tiền mà em cũng khó khăn thật. Để cho chồng ra, buông ra. Em ấy bảo sao là gãy móng, gãy móng. Bảo sao nhìn mẹ em rất là phúc hậu, nhìn cái mặt em. Em nó kêu mấy đồng nè mọi người. Một. Hai. Mấy triệu mà gần 3 triệu. Em ơi, một ngày mẹ em bán được mấy chục triệu, cả trăm triệu không cho được anh một tí tiền ấy. Anh không cho mẹ tôi thì thôi chứ. Cho chi, mẹ lớn tuổi thì tiêu tiền làm cái gì? Thế anh tiêu tiền làm cái gì? Anh tiêu tiền để anh chợ chăm con. Sóc để cho nó. Mẹ cứ để con dạy ảnh. Em ơi đừng cãi phụ huynh, mẹ nói đi. Thôi để cho con đi uống cà phê rồi. Ở đây mà về quê vợ. Về quê mà tiêu pha cái cà gì? Cà phê gì 3 triệu, con hỏi mẹ cà phê còn, gì 3 triệu? Còn 3 cà phê massage về. Hả? Nói điền nói khùng. Nói chung là cơ sở bò một nắng nhà mình thì kiếm tiền đầy ra tiêu đúng bao nhiêu tiền. Ra người ta nói là con rể bò một nắng con ra cho nó. Mẹ cứ như vậy hoài. Đó, nói chung là mình ở cơ sở bò một nắng nhà mẹ mình này. Đây là khô bò này mọi người, rẻ lắm. Đấy thì nói chung là mọi người ai mà Sông Hinh hay là ở đâu thì cũng biết mẹ mình rồi. Tính tình là thoải mái, đồ bán là chất lượng, ngon lẻ. Còn có một cô con gái ruột thì là keo kẹt, keyboard kẹt sỉ. Lên mạng cứ nói là cho trai tiền nhưng không có đâu mọi người, còn ten thôi. Đây mới là thiệt này, mẹ vợ mới là thiệt này. Đúng rồi. Bắt tay mẹ cái. Chúc mẹ là sức khỏe, sống dồi dào, cặp chân mày là không cần xăm lại, cặp môi là không cần xăm lại, quá đậm rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ là duy con... nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Điều dũng cảm trên đời, mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ yêu ơi ơi. Khi nào cần tiền nói mẹ nhá. Vâng vâng, cảm ơn mẹ. Mới lấy cái bọc tiền của mẹ đi luôn, cần tiền nữa. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Hải Quốc đang có mặt cùng mẹ của Mai Kim Liên tại một chiếc hồ bơi cực kỳ đẹp ở Tuy Hòa luôn. Cái hồ bơi này hot lắm đúng không mẹ? Hot, vừa hot vừa nó là cao nhất thành phố. Cao nhất thành phố Tuy Hòa mẹ? Ừ. Ôi trời ơi, đây nhìn view đẹp ra cái, đẹp kìa. Thì ý là nhìn thấy người ta đẹp thì anh nói đẹp thôi. Nhưng mà hồ bơi là ok đúng không em? Ở quê em là cũng này kia đúng không? Hot trên mạng đúng không? Hot. Dạ. Con thấy đẹp không? Con thấy đẹp. Con thích không? Thích chứ sao không thích cái hồ bơi đẹp này, ai thích con xuống bơi đúng không? Con muốn á, mày mua cho con luôn. Xạo quá mẹ, xạo quá hồ bơi, sao mua, tiền đâu mua. Tin không? Không, sao mà tin. Mẹ ơi, con gái mẹ này nó không tin được nữa, sao gái nó tin. Là sao? Nếu mà con muốn, mẹ dẫn con đi làm giấy tờ luôn, cho con tin. Thật lắm mẹ. Hả? Đi. Cái hồ bơi vô cực này từ nay là của mình nha. Thật hả mẹ? Đi làm giấy tờ mua luôn hả? Ngày hôm nay mẹ lên thăm một con là có quà gì cho con không? Mẹ? Ờ con. Có sao? Để mẹ hai vợ chồng mua để mẹ nói chuyện này. Đây con nhìn thấy từ nãy rồi nè mẹ, giới thiệu bà đi. Anh thấy rồi. Mày, sao mày cứ vậy hoài vậy? Lâu lâu mẹ lên thăm.
con. À. Hai đứa này mày nói đi. Dạ. Nhà có mấy cuốn sổ đỏ ấy. Rồi đây là để mày nói, mày nói nghe này. Im. Đây là đất Nha Trang có này. Dạ. Tuy Hòa có, rồi là Cam Ranh cũng có. Rồi ở Đà Nẵng với lại mấy lô Bình Dương với Sài Gòn nha con. Có hai đứa con đấy. Còn mày yêu vì tiền đúng không? Mày nó yêu vì tiền mẹ tao mà. Em mới mẹ nuôi em. Con, mẹ nuôi mà mẹ của tao. Hai đứa mày nói cho con này. Dạ. Đây này. Đây là của hồn môn hết, ngày xưa ông bà để lại cho mày. Giờ mày đưa tao lại cho các con nha. Dạ. Đấy, bây giờ ít tiền đây thì ăn sáng uống cà phê đi. Ít này ăn sáng thôi. Còn nếu còn dư thì làm lại thủ hồng nha, đủ quán hồng nha. Vâng. Ủa. Mẹ mấy cái này là của Nha Trang nhỏ. Ủa xong mua đất nhiều nơi thì xong không chung mua khu quận 7 quận nhất một cái là xong mua tỉnh làm gì? Thì mày làm ăn có đồng nào mày ló ra là mày mua đất cho con hả? Sẽ chờ đủ tiền mua chỗ biết thế nào. Cứ mua đất. Rồi giờ mẹ già mẹ đâu giữ cái này làm gì đúng không? Mẹ có tuổi giữ mấy cái này làm gì? Mày trả cho mẹ tao. Mẹ bình tĩnh, sao cứ đồng tiền bắt đầu cứ cãi nhau thế nhỉ? Đồng tiền mày mới là cái đồng tiền đó. Anh tiền chỗ nào? Thì của mẹ tao, nhà đất của mẹ tao, sao mày cứ tôm tóp tóp lên vậy? Hai đứa im mẹ nói cho nghe này. Hãy là miễn sao thương vợ con là được, là mẹ sẽ cho hết cả hai đứa. Nhưng mà con phải thương vợ con. Sao lại thương? Thì phải thương yêu nó thì mẹ mình con là con rể thì mẹ mới cho chứ không mẹ cho con mẹ sao? Nhưng mà mẹ cho cả con là vì con là con rể của mẹ. Mai mốt mẹ già rồi con còn chăm sóc nó.